Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với hệ thống xe máy Thanh Vương Phát. Thanh hôm nay thì lại giới thiệu cho bạn một dòng xe, đó là dòng xe với phân khối là R15, theo một cái thiết kế thể thao hầm hố và đang được rất là nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Thì với dòng xe này hiện tại thì bên Thanh đang có giá là 69 triệu đã bao gồm thuế và đăng kiểm cho các bạn rồi nha. Thì riêng con xe này thì bên Thanh đã có hỗ trợ lên màu cho khách hàng. Thanh đã có trang bị thêm những cái phụ kiện cửu cho xe, ví dụ như là kính gương này các bạn. Gương này thì bên Thanh đã thay bằng một con gương nhỏ gọn hơn, tiện lợi hơn cho khách hàng khi đi xe. Nó được thiết kế theo cái kiểu là nhìn xe trở nên là thể thao và thon gọn hơn này, có chắn gió cho khách hàng khi đi xe. Ngoài ra thì bên Thanh còn có phụ lên xe thì đã có sẵn thuộc upside down nhằm giảm sốc khi mà khách hàng đi trên những con đường mà có nhiều ổ gà, ổ voi chẳng hạn nha các bạn. Thì bên đó thì bên Thanh cũng đã có lên một bộ mâm màu vàng full cho khách hàng. Cái này là đặt theo yêu cầu khách hàng luôn nha các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn muốn lên màu như thế nào thì các bạn cứ việc liên hệ sẵn với cái số điện thoại là 0353 427 269. Khi đó số này mình có xài alo nha các bạn. Các bạn cứ việc nhắn lên theo các bạn muốn lên màu gì thì các bạn cứ nhắn lên đó thì bên mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nha. Ngoài ra thì bên mình cũng có lên một đèn, đó là đèn dạng đèn phá xuông cho khách hàng nha, để khách hàng tiện đi di chuyển hơn. Rồi, và có thêm cả cái chống đổ nha bạn, có nghĩa là khi mà các bạn mà có bị va quẹt hay là bị gì thì nó sẽ hạn chế được cái hạn mức, đó là bị chảy xước xe khi các bạn bị lốm mà có động phải vấn đề gì khi đi trên đường nha các bạn. Về nhìn tổng quan về con xe R15 này thì bên Thanh đã lên cho nó nhìn trông thể thao hơn, hầm hố hơn, phù hợp với các bạn trẻ thời nay, có nghĩa là những bạn nào đang đam mê về dòng xe phân khối lớn thể thao thì có thể là liên hệ với số điện thoại Zalo ngay bên đây nha các bạn. Thanh sẽ tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn cho các bạn. Còn nếu và khi các bạn muốn mua trả góp thì chỉ cần trả trước 15 triệu. Cần có chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thì các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe R15 hầm hố như thế này, thể thao theo phong cách của các bạn. Hoặc là các bạn có thể là đến ngay Thanh Vương Phát để có thể sở hữu cho mình riêng chiếc xe này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua clip của Thanh ngày hôm nay.